Ok anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Phong Bủm TV. Và mình là Phong Bủm đây. Ok, ngày hôm nay thì Phong Bủm sẽ lên cho anh em những bài cho ngày mới. Vì hôm qua ấy, mình có đăng một cái video, thì có một bạn ấy đã lên bình luận bảo là anh Phong ơi, anh hãy lên cho anh em những bài cho ngày mới mà tập ngực và tập tay sau. Ok, thì hôm nay thì Phong rảnh, Phong sẽ làm cho bạn một bài, rất nhiều bài chứ phải một bài, về cho những ngày mới rất là hiệu quả và rất là dễ tập. Ok. Bài thứ hai chính là bài cho tay sau và cho cắt ngực cho anh em có khuôn. Ok, thì mình sẽ nói nhanh gọn về bộ phận ngực của chúng ta. Thì có 4 bộ phận. Đầu tiên là anh em là ngực dưới này. Thứ hai đó chính là ngực giữa của anh em cắt ra. Thứ ba đó là ngực giữa này. Thứ bốn đó là ngực trên. Ok, đó là 4 bộ phận của ngực của chúng ta. Nên chúng ta sẽ tập từ cái dưới trở lên trên, chứ không bao giờ tập từ trên mà trở xuống dưới. Ok. Ok anh em, thì hôm nay thì Phong sẽ chỉ lên cho anh em được 2 bài. Đó chính là 2 bài dễ nhất và cũng là đơn giản nhất cho người mới. Thì bài này sẽ là mình sẽ nói lại cơ chế. Bài này sẽ vào ngực dưới cho anh em và khuôn ngực. Ok, thì sau đây mình sẽ mời một người mới lên để tập cho anh em biết hơn về form. Vì lẽ mình đã làm mẫu rồi, thì giờ mình sẽ cho em ấy lên để làm form. Ok. Rồi. Ok anh em nhá, đây chính là em mới đến để tập cùng mình. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn em ý để tập những cái bài đơn giản nhất, để cho em có thể hình dung ra những cái form. Ok. Em chào mọi người. Ok anh em, thì giờ em sẽ giới thiệu bản thân mình đi. Chào tất cả mọi người, tôi là Công, là sinh năm 2008. Ok, đấy anh em ạ, thì Công sinh năm 2008. Đã tuổi này là đã tập cái này thì anh em phải biết rồi đấy. Là em ấy đã có đam mê và rất đã xem video của mình nên em ấy đã thích. Em xem video của anh em thấy ok không? Được anh ạ. Được ạ, ok nhá. Thì ok, không làm vòng nữa. Thì giờ Phong và Công sẽ bắt đầu những bài tập đầu tiên của em đây. Thì giờ Công sẽ bắt đầu tập. Ok. Anh em chú ý này. Đầu tiên nhá, form này không, em từ từ đã. Đây nhá anh em. Ok anh em ạ, anh em nhìn form nhá, anh em nhìn kỹ này. Anh em form này, tay anh em sẽ khép vào đây. Nó sẽ vào tay sau lại, nó sẽ ép tay sau vào. Ngực anh em sẽ để thật rõ xuống như này. Bụng anh em sẽ chõng như này, chân anh em sẽ để như này. Để làm gì? Để khi anh em xuống ấy thì nó sẽ ép được ngực anh em hạ xuống như này. Nó sẽ ủn lên. Em hãy thử làm một cái đi. Ép lên này, lên chậm hơn. Đấy. Anh em chú ý nhá, lúc em lên ấy, anh em hãy lên thật kỹ để nó không có thể lệch được. Nếu mà nó lệch thì anh em sẽ gây ra những cái triệu chứng về sau cho lệch cơ, lệch vai. Ok, tập đi em, 10 cái. Chân ngồi chân mấy con nhầm quá, lỗi cứ quay. Ok anh em ạ, thì Công đã xong 10 cái của bài tập này. Bài này nhá, thì mình khuyên anh em là mới tập ấy, thì anh em hãy tập 20 cái. Đây là Công. Công chỉ tập cho anh em tham khảo thôi. Thì hãy tập nhiều hơn nữa. Ok, đến với bài thứ hai. Bài thứ hai nào. Kim cương lên. Ok nhá, bài này sẽ vẫn là ngực cho anh em. Đẩy người cao lên nào. Để ít anh vào xuống nhá. Anh em chú ý này. Form anh em phải để thẳng như này. Ngực anh em sẽ để cong lên một tí. Đấy. Thì sao? Ngực dưới này của anh em sẽ cắt ra. Đấy nhá, tầm ngực dưới là nó sẽ cắt. Đấy. Bài này sẽ vẫn là bài dễ, anh em hãy tập thử và anh em xem hãy tập thử cho mình. Ok, 10 cái. Ok anh em ạ, thì đây là 2 bài cho ngày mới và sẽ có khuôn ngực và ngực dưới cho anh em. Ok, nếu mà mình video này có thể quá ngắn ấy thì anh em hãy bình luận vì tại sao? Vì tại sao video là ngắn? Vì tại sao ạ? Vì những cái bài này đều là bài cơ bản để anh em tập ngược dưới trước, vì anh em phải tập từ dưới lên trên chứ không bao giờ ai phải tập từ trên xuống dưới. Ok, thì sau cái video này thì mọi người hãy nhớ đăng ký cho Phong Bủm TV để Phong Bủm có thể đăng những video hay hơn và mới hơn cho anh em tập. Ok, xin tất cả anh em. We break down.